Ây da, đào mắt quá. Two thousand years later. Nani? Ui? Gì vậy? Wow. Anh em đang cần tìm một chiếc đèn đáy bàn để phục vụ cho việc học tập của con em nè, hay là để làm việc và đọc sách vào ban đêm, hoặc đơn giản hơn là để trang trí thôi mà lại có thêm công nghệ là AI tự động điều chỉnh ánh sáng theo môi trường đó, cực kỳ rẻ mà lại còn chính hãng nữa, thì cái sản phẩm mà Khánh muốn nói tới đây mà muốn review với anh em á là một sản phẩm đến từ thương hiệu Bezos. Và có đúng như hãng công bố hay không thì cùng nhau xem hết cái video này nha. Rồi, đây là chiếc hộp của chiếc đèn đáy bàn thông minh Bezos Deadlamp. Thì ở bên ngoài hộp, hãng cũng cho chúng ta một số những thông tin như là cái ngoại hình của nó như thế nào nè. Rồi, ở đây là công nghệ AI tự động điều chỉnh độ sáng theo môi trường nè. Đó, xịn sò chưa? Còn bên hông là một số thông tin đáng chú ý như là nó có 3 gam màu. Đó, chức năng bộ nhớ độ sáng. Còn đây là kích thước cực kỳ nhỏ gọn. Dung lượng pin là 2200 mAh. Không có ánh sáng xanh nguy hiểm và an toàn tuyệt đối khi sử dụng. Và bây giờ mình sẽ unbox cho anh em coi nha. Rồi bây giờ mình sẽ unbox cho anh em coi luôn nè. Rồi bên trong của nó bao gồm một chiếc cáp nè, một chiếc đèn để bàn đây, và một sách hướng dẫn nha. Để đây. Rồi đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Cái cảm nhận đầu tiên của Khánh á, đó chính là nó rất là đẹp nha anh em, nhưng mà nó cũng rất là nặng luôn. Về chất liệu thì cái phần thân trên này được làm từ nhôm nguyên khối nên cảm giác cực kỳ chắc chắn. Và cái giá đèn phía trên này có thể bẻ một góc là 180 độ nha. Tùy vào mục đích của anh em sử dụng mà anh em có thể để như thế này nếu anh em muốn đọc sách, hoặc là như thế này nếu mà anh em muốn chiếu một cái khoảng cách nó xa hơn. Rồi phía dưới này được làm từ nhựa ABS chịu lực nè. Ở đây nó có một cái nút nguồn cảm ứng, anh em có thể điều chỉnh 3 cái mức nhiệt độ màu khác nhau bằng cách chạm vào nút này đây. Đây là nhiệt độ màu 6000, thích hợp cho việc chiếu sáng một vùng to. Còn đây là nhiệt độ màu 4500, thích hợp cho việc đọc sách. Và cuối cùng là nhiệt độ màu 3000, thích hợp cho việc làm việc trên máy tính. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng mà anh em có thể tùy chỉnh một cái nhiệt độ màu khác nhau nha. Rồi, trên chiếc đèn này được trang bị con chip tự động điều chỉnh ánh sáng theo môi trường. Đó, anh em có thấy chưa? Rồi, bây giờ để mình test cho anh em coi nha. Đó, anh em có thể thấy khi mà Khánh che con mắt này lại nè, đèn nó bắt đầu sáng hơn đúng không? Rồi, khi mà Khánh bỏ tay ra nè, đèn nó bắt đầu tối dần. Thì con chip này nó có tính năng tự động điều chỉnh ánh sáng theo môi trường xung quanh của anh em luôn. Rồi, và về pin của chiếc đèn này được trang bị viên pin là 2200 mAh, nên sẽ mất khoảng 3 tiếng để sạc đầy. Và khi mà chúng ta sử dụng á, sẽ là 3 tiếng ở mức sáng cao nhất và là 13 tiếng đối với mức sáng thấp nhất. Sản phẩm này cực kỳ phù hợp đối với những anh em đang cần tìm một chiếc đèn để bàn làm việc vào ban đêm nè, hay là một chiếc đèn bàn đọc sách, thì nó vẫn đáp ứng tốt được nhu cầu của anh em luôn nha. Hoặc là anh em muốn set up một góc làm việc cực kỳ sang trọng, hiệu quả, thì đây là một vật trang trí cực kỳ tuyệt vời. Quan trọng hơn là nó được trang bị rất là nhiều công nghệ tiên tiến nhất của hiện nay, như là cảm biến ánh sáng nè, rồi có 3 gam màu nè, và đặc biệt nhất là không có ánh sáng xanh, cực kỳ tốt cho mắt luôn. Và nếu như anh em an tâm thì mình có để đường link dưới phần mô tả. Đây là một trong những đơn vị bán hàng chính hãng uy tín hàng đầu của Việt Nam. Và đừng quên để lại cho Khánh một like, một đăng ký kênh nha. Và anh em, ý kiến của mình thế nào? Để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Bye bye.